con người sẽ trưởng thành 3 lần. Lần đầu là khi nhận ra mình không phải là trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi phát hiện ra dù cố gắng đến đâu vẫn có những việc cảm thấy bất lực. Lần thứ ba là khi biết rõ có những việc bản thân không thể làm được nhưng vẫn cố tranh đấu đến cùng. Mến chào các bạn thính giả của kênh Radio Kết Nối. Hôm nay, chúng ta cùng đến với một cuốn sách thuộc thể loại Soul Care, tạm dịch là chăm sóc tâm hồn. Cuốn sách này hầu hết kể về cuộc đời của tác giả, những thứ đã gặp phải khiến cô ngộ ra nhiều bài học đắt giá từ cuộc sống không hề có chút mộng mơ của mình. Những nét kể đều rất chân thực, rất đời thường như chính tựa đề của quyển sách vậy. Mình rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên đọc một cuốn sách có những chỗ lời văn cực kỳ cục xúc. Tuy không cổ xúy cho điều này, nhưng mình hiểu được dụng ý của tác giả là muốn sống một cách chân thực nhất, không hề giả chân hay cố giấu giếm tật xấu của bản thân. Và chính điều đó có lẽ sẽ giúp cho bạn cảm thấy cuốn sách gần gũi hơn. Cuốn sách này sẽ phù hợp hơn cho các bạn nữ vì tác giả viết dựa trên hầu hết các quan điểm của phái nữ. Tuy nhiên, nó cũng sẽ hữu ích giúp cho các bạn nam hiểu hơn về phụ nữ, về những sự thật phũ phàng trong cuộc sống mà chúng ta sẽ phải chấp nhận và tìm cách vượt qua. Mời các bạn thính giả cùng Radio Kết Nối lắng nghe tóm tắt và review cuốn sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng của tác giả Mỹ Mông. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Mở đầu tác phẩm, tác giả có giải thích vì sao mình lại trở thành một người truyền cảm hứng. Cô nỗ lực không ngừng nghỉ ở khắp mọi lúc, mọi nơi. Kể cả khi đi du lịch, cô ấy cũng tranh thủ viết bài. Lấy các bình luận góp ý của thính giả làm động lực cho mình, cũng giống như các lượt xem và lượt like của các bạn là động lực cho Radio Kết Nối tiếp tục làm video vậy. Các bạn có biết không, một nguồn cổ vũ mạnh mẽ khác cho tác giả đó là 2 trang rưỡi toàn kể về đồ ăn. Một quả cà khịa cực mạnh của tác giả ngay đầu sách. Thật không thể tin được, mình tưởng chỉ kể vài dòng. Ai dè lại kể đến chảy cả nước miếng vẫn chưa hết phần mở đầu về đồ ăn. Tổng quan, tác phẩm chia làm 8 chương. Chương 1, làm thế nào để sống vui trong thế giới khốn kiếp này. Chương 2, EQ cao chính là biết cách ăn nói. Chương 3, đúng thế, tôi thích một tôi nỗ lực hơn. Chương 4, xin lỗi, tôi không rảnh để ghét bạn. Chương 5, có nhan sắc không bằng sống tích cực. Chương 6, nhờ có anh, thế giới này mới đáng yêu. Chương 7, ranh giới cao nhất của lãng mạn chính là những câu chuyện nhỏ nhặt bình thường. Chương 8, năm tháng ấy, chúng ta là những cô gái không ai theo đuổi. Sau đây, cùng Radio Kết Nối tìm hiểu nội dung của từng chương nhé. Chương 1, làm thế nào để sống vui vẻ trong thế giới khốn kiếp này? Sau những lời mở đầu rất chi là mùi mẫn với một đống đồ ăn truyền cảm hứng, thì tác giả bắt đầu cuốn sách bằng một màu sắc xám xịt với tuổi thơ có gia đình không hạnh phúc của cô. Khi bố cô đã phản bội mẹ, nhiều lần đánh đập, dắt người phụ nữ khác về nhà, sau đó là ly dị và đã cưới thêm mấy người vợ khác. Mặc dù vẫn yêu thương cô, nhưng ông lại làm tổn thương người mẹ mà cô yêu quý. Điều này đã làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của tác giả, và từ đó cho tới lớn, cô đều có tâm thái bi quan với mọi vấn đề. Nhưng dường như chuyện gì cũng có nhân quả. Bố cô sau đó làm ăn thất bát, đến một bát mì ăn cũng phải suy nghĩ. Người phụ nữ từng tới nhà đánh ghen, đánh đập mẹ cô cũng đã bị ung thư. Mẹ cô cũng đã có một cuộc sống mới, dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn. Riêng cô cũng đã có được ông xã của mình, người đã dùng 10 năm để yêu thầm
và 11 năm kiên định với tình yêu ấy trước khi kết hôn để chữa căn bệnh bi quan của cô. Người hạnh phúc là người im lặng, họ chỉ chăm chút cho hạnh phúc, không nỡ bỏ thời gian để khoe khoang thành tựu của chính mình. Không thể vì bạn không nhìn thấy mà phủ định sự tồn tại của tình yêu chân chính. Làm thế nào để sống vui vẻ? Qua quá trình nếm trải đau khổ, những thứ mà bản thân không hề mong muốn nhưng lại xảy ra và vượt qua được nó, tác giả đã đúc rút ra 15 kinh nghiệm để chúng ta có thể sống vui vẻ hơn. Sau đây, xin chia sẻ với các bạn thính giả. 1. Đau khổ và vui vẻ là loại cảm xúc chúng ta có thể kiểm soát được. Cách nhìn nhận và phản ứng với sự việc là do tư duy của chúng ta quyết định. 2. Thay vì lo lắng, bạn không thể kiểm soát khi một điều tồi tệ xảy ra. Hãy hoàn thiện bản thân mình hơn nữa để có khả năng bảo vệ người thân và những người mình yêu thương. 3. Suy nghĩ thoáng ra, mọi chuyện sẽ nhẹ tựa lông hồng. Đời người có được mấy lần 10 năm, như anh Đen Vâu đã nói, mắc chi phải buồn cho lãng phí thanh xuân. 4. Nếu bạn có lỡ mất tiền, cũng đừng tiếc nuối. Không phải vì bạn nhiều tiền, mà là vì bạn có tiếc nuối thì tiền cũng không quay về. Trách cứ bản thân chỉ làm lãng phí thời gian. Hãy nâng cao năng lực để không bị mất tiền oan nữa và để kiếm được nhiều hơn số tiền bạn đã mất. 5. Có gì quan trọng hơn niềm vui của bạn? Nếu người khác làm bạn không vui, hãy chuyển hướng suy nghĩ hoặc hành động sang một việc khác. 6. Không đau lòng vì vật ngoài thân. Mục đích bạn mua đồ đạc chẳng phải để được sở hữu và sử dụng chúng một cách thoải mái sao? Có chút hư hại thì đã sao? 7. Đừng cố chấp với những thứ mình không mua được. 8. Không nên quá coi trọng thể diện. Những người suốt ngày chỉ lo giữ thể diện thường chẳng có nhiều thể diện đến thế. 9. Mỗi lần nỗ lực, hãy cam tâm tình nguyện, dù kết quả có không như ý muốn, cũng chẳng vướng bận lòng. 10. Luôn cảm thấy mình may mắn, luôn cân nhắc mình nhận được những gì. 11. Luôn sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời. Quá khứ đã trôi qua không thay đổi được, tương lai đâu có ai biết. Hãy cứ trân trọng ngày hôm nay thôi. 12. Bạn sống không vui vì bạn quá tham lam. Hãy biết mình cần gì. 13. Dù có thất bại, chúng ta cũng đã có được những bài học từ nó. Chẳng có gì thua thiệt cả. 14. Đừng bận tâm đến cách đánh giá của người khác. Ai ở bên cạnh mình mới là quan trọng. 15. Học cách yêu thương bản thân mình. Nếu bạn không yêu bản thân, bạn sẽ trở nên tự ti. Vậy nên, nếu thích người có tiền, hãy kiếm nhiều tiền. Thích người đẹp, hãy đi làm đẹp. Hãy biến mình thành người mà bạn yêu thích. Tôi thích thế giới thực dụng này. Đọc đến đoạn này, thì mình cũng vỡ lẽ ra một điều mà bấy lâu nay trong thâm tâm mình luôn ấm ức. Câu chuyện của cậu em tác giả kể cũng chính là câu chuyện mà bản thân tôi đã từng trải qua. Cậu ấy là một người xuất sắc trong lớp thời còn đi học và được bạn bè luôn ngưỡng mộ, nể phục. Cậu giúp đỡ bạn bè, cho họ mượn vở chép bài. Đến khi họp lớp, những tưởng sẽ được một cuộc gặp mặt đầy kỷ niệm. Nhưng lúc ngồi với nhau, các bạn lại quay sang tung hô săn đón một cậu khác trong lớp hồi còn đi học, không có gì đặc biệt, nhưng giờ lại là một luật sư danh giá. Mọi người đều chỉ tỏ vẻ cảm thương với cậu, chứ không ai mặn mà nói chuyện với cậu khi cậu chỉ là một biên tập quen. Cậu cảm thấy bất công, mọi người quá thực dụng. Nhưng có những thực tế chúng ta phải chấp nhận. Đó là một điều mà nếu bạn ngồi lại suy nghĩ kỹ càng thì không có gì khó hiểu hay bất công cả. Trước đây, mọi người luôn ngưỡng mộ cậu, không phải vì cậu đã học rất giỏi giang sao? Lúc đó, anh chàng kia cũng như cậu bây giờ, đâu có được ai để ý. Nhưng bây giờ anh ấy lại thành công.
chứng tỏ anh ấy đã nỗ lực rất nhiều để đạt được kết quả bây giờ. Còn cậu thì sao? Chẳng là gì cả, không chịu phấn đấu, chỉ muốn an nhàn với công việc hiện tại. Tại sao lại đòi hỏi mọi người phải mến mộ? Người khác thờ ơ với bạn nghĩa là trình độ của bạn vẫn còn yếu kém. Hãy kiểm điểm lại bản thân, nâng cao trình độ. Khi bạn tiến bộ, có trình độ, tự khắc có người thân thiện. Khi bạn chưa đủ mạnh mẽ, sẽ chẳng có cơ hội nào cả, dù là nhỏ nhất. Khi bạn đủ tài giỏi, mọi thứ bạn muốn sẽ đều chủ động chạy về phía bạn. Thế giới này, làm gì có đưa than ngày tuyết rơi, chỉ có dệt hoa lên gấm thôi. Bạn muốn được người ta dệt hoa lên gấm, trước tiên bạn phải trở thành gấm đã. Khi bạn cảm thấy quá muộn, chính là lúc sớm nhất. Sau 13 năm ở Thâm Quyến, tác giả và gia đình đã chuyển tới Bắc Kinh để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô phấn khích đến nỗi văng cả những câu chửi thề trong sách của chính mình. Được sống một cuộc sống mới mà lại là một cuộc sống mình mong muốn, ai mà không phấn khích cơ chứ? Có nhiều người nghĩ với một người đã có tuổi, có gia đình, con cái mà lại thay đổi cuộc sống như vậy có phần hơi muộn màng và mạo hiểm. Nhưng lúc bạn cảm thấy quá muộn lại là lúc sớm nhất. Dĩ Định là một cô gái học giỏi nhưng gia cảnh khó khăn. Bố cô lại đánh bạc thua nợ, người ta đến siết nợ nên cô bị buộc gả cho một ông lão 58 tuổi về làm vợ lẽ. Sau khi sinh con, ông già ấy mất. Mọi người khuyên cô đi lấy chồng khác. Cô không chịu vì đam mê học hành của cô vẫn chưa thể dứt. Thế là cô đơn phương đưa con tới thành phố khác, đi làm đủ mọi việc để nuôi con. Có những lúc đói khổ đến nỗi cả ngày chỉ có một cái bánh mì bẻ đôi ăn hai bữa. Nhưng cô vẫn kiên trì, vừa làm vừa tự học. Đến năm 31 tuổi thì lấy được bằng kế toán, 38 tuổi làm phó giám đốc tài chính. Kỳ tích này thật là đáng ngưỡng mộ. Kỳ tích cũng chỉ là một cái tên khác của nỗ lực. Thời gian không thay đổi tất cả. Người có thể thay đổi tất cả chỉ có chính bạn. Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là vào 20 năm trước. Thời điểm tốt thứ hai chính là ngay lúc này. Đừng cố chấp nữa, trên đời không có kiểu tài năng gặp thời. Tác giả đã có một bài học nhớ đời từ chuyện này. Cô từng viết tiểu thuyết trên một trang web văn học, rất buồn bực và căm phẫn vì tại sao người ta lại không đọc tác phẩm của mình. Mặc dù cô cho đó là một tác phẩm hay, nhưng sau khi bị người bạn dội cho một gáo nước lạnh: "Tôi nói thật với cậu, tiểu thuyết của cậu không ai đọc chỉ vì một lý do là cậu viết chưa đủ hay. Chỉ cần cậu viết hay, nhất định sẽ có người đọc." Cô đã bắt đầu hiểu ra vấn đề. Sau khi xem mấy bộ phim có rating cao, nhưng cô không hề thấy ưng ý. Cô bắt đầu viết kịch bản, rồi quay thử một bộ phim. Cô phát hiện ra, những bộ phim cô cho là tồi tệ trước đó, lại có lượt view cao, đều có lý do của nó. Khán giả cũng không phải là đồ ngốc. Phim của cô có quá nhiều khuyết điểm để khán giả phát hiện. Từ đó, cô mỗi ngày đều ép bản thân phải nâng cao chỉ tiêu, phải học hỏi kỹ thuật mới. Mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng. Và sau đó, mọi người dần dần tìm đến cô nhiều hơn. Lúc này, cô đã ngộ ra, lý do bạn không thành công chỉ vì một điều là bạn chưa đủ giỏi mà thôi. Câu chuyện thành lập công ty rồi phá sản. Tháng 11 năm trước, khi viết cuốn sách này, tác giả thành lập công ty giải trí và sau đó phá sản một cách đau đớn. Suốt những ngày trước khi công ty giải thể và cả sau đó, cô đã khóc rất nhiều vì nhận ra sự kém cỏi của bản thân đã phụ lòng biết bao nhiêu nhân viên tốt, tận tâm, tận lực với mình. Họ đã làm việc chăm chỉ, thậm chí tăng ca cũng không quản ngại. Cô mong ước công ty của mình sẽ trở thành một công ty lớn mạnh và có tầm ảnh hưởng. Ngày cô thành lập, cô đã hào hùng tuyên bố, công ty không ép ai phải nghỉ việc. Nhưng đến ngày phá sản, lương cũng không đủ để trả cho nhân viên.
cô đành ngậm ngùi trở thành người không giữ lời hứa. Cô đã ảo tưởng và ngây ngô vấp phải những sai lầm cay đắng để trở thành bài học nhớ mãi. Tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ hữu ích cho những ai đang khởi nghiệp. 1. Làm việc không đặt mục tiêu lợi nhuận mà chỉ làm vì lý tưởng. Làm những việc phi nghĩa dẫn đến thua lỗ. 2. Làm việc thiếu sự chuyên nghiệp. Một mình kiêm rất nhiều việc, cuối cùng chẳng việc nào tới nơi tới chốn. 3. Không có mục tiêu rõ ràng. Cố gắng, nỗ lực một cách mù quáng. 4. Làm việc tùy hứng, thiếu trách nhiệm, dẫn đến công việc hiệu quả không cao, dễ mắc sai lầm, ảnh hưởng đến cả tập thể. Chương 2. EQ cao chính là biết cách ăn nói. Dành cho những bạn chưa biết, chỉ số EQ hay còn gọi là EQ chính là chỉ số thể hiện khả năng cảm nhận và điều khiển cảm xúc của một người. Những người có chỉ số EQ cao thường là những người giàu tình cảm, thân thiện, bình tĩnh và dễ đồng cảm với người khác. Sau đây là một số điều trong cuốn sách này mình lọc ra để bạn lưu ý khi hành xử trong cuộc sống. 1. Hãy nói cảm ơn bạn thay vì cảm ơn. Thêm chữ bạn hoặc tên đối phương vào câu cảm ơn, như vậy bạn sẽ thân thiện hơn. 2. Anh có thể giúp tôi sửa chữa lại bài này được không? Khi muốn nhận sự giúp đỡ của người khác, cuối câu hãy thêm chữ được không. Điều này làm cho người được xin trợ giúp cảm thấy họ được tôn trọng. 3. Hãy dùng từ bạn nhiều hơn từ tôi. Ai cũng muốn nói về mình nhiều hơn nói về người khác. Hãy để cho đối phương nói câu chuyện của họ. Họ sẽ biết bạn là người hiểu chuyện, từ đó thêm phần thiện cảm. 4. Hãy khen một điểm cụ thể, chân thành. Đừng khen chung chung. Ví dụ, thay vì nói bạn thật đẹp, hãy nói, ôi, vòng eo của bạn thật là hiếm người có. Nói đùa cũng là một cách khen ngợi duyên dáng và thú vị. 5. Lần đầu gặp mặt, nhất định phải nhớ tên đối phương. Sẽ thật cảm động khi một người nào đó một năm sau gặp lại vẫn nhớ tên bạn khi mới chỉ gặp có một lần, phải không nào? 6. Khi cãi vã xảy ra, dù có tức giận thế nào, cũng không được nói ra những câu làm tổn thương đến lòng tự trọng của đối phương. 7. Chân thành là nói những lời thật lòng chứ không phải khó nghe. Đôi khi không cần nói ra sự thật khiến cho người khác mất mặt. Hãy cho họ đường lui, họ sẽ tôn trọng bạn. 8. Đừng để số ít người cảm thấy lạc lõng trong một cuộc nói chuyện đông người. Hãy quan tâm đến họ. 9. Hãy thẳng thắn khi cần thiết, có thể giúp cho người ta quý mến bạn hơn. 10. An ủi người khác bằng cách kể ra một câu chuyện tương tự của bản thân cũng là một cách để người kia cảm thấy được an ủi và đồng cảm. 11. Trong các cuộc nói chuyện, đừng quá hiếu thắng. Bạn thắng về đạo lý nhưng sẽ thua về tình cảm. 12. Lúc đạt được vinh quang, nên nhớ nhắc tên những người khác, để họ thấy họ được chia sẻ công lao và thấy bạn là người khiêm nhường. 13. Đừng đun đẩy trách nhiệm. Trước tiên, hãy kiểm điểm bản thân mình trước. 14. Lúc tìm người hợp tác, đừng chỉ nói bạn muốn gì. Hãy nói bạn có thể cho đối phương những gì. 15. Tôn trọng và nhẫn nại là hai điều không thể thiếu trong tính cách của bạn. Gửi những kẻ hèn hạ, sao tôi phải giúp đỡ bạn? Đoạn này, tác giả của chúng ta mắng những người mến mộ mình các bạn ạ. Đúng, các bạn không nghe nhầm đâu. Cô ấy mắng những người yêu cầu cô ấy làm vài việc trong khả năng của cô ấy. Tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại có thái độ bề trên, kiêu ngạo hay thậm chí là đe dọa. Không biết những người này đầu óc có vấn đề hay không, nhưng mà trong thực tế, chúng ta cũng luôn thấy có những người như vậy, luôn đề cao mình hơn và luôn làm phiền người khác. Bạn đừng trở thành người như vậy nhé. Đoạn tiếp theo, gửi những kẻ thấp hèn, không phải tôi quá cao ngạo, mà là bạn dễ bị tổn thương. Vâng,
các bạn ạ, vị tác giả này thật là cục xúc. Đoạn này lại tiếp tục mắng nhiếc những người đã nghèo, đã yếu kém, lại còn thích soi mói và đố kỵ với người khác. Nhưng mà cô ấy mắng đúng phải không nào? Nếu bạn giỏi giang, bạn giàu có, không việc gì phải để ý đến những người như vậy, cứ việc thể hiện một cách tự nhiên. Bởi những kẻ không biết lấy gương của người khác để làm mục tiêu phấn đấu, chỉ biết than trách, chỉ trích, đố kỵ, thì sẽ chỉ mãi là những kẻ thất bại thôi. Quyết tâm của mọi người chỉ là nói miệng. Bạn có bao giờ đặt quyết tâm, hôm nay mình sẽ phải ngủ dậy sớm, ngày mai bắt đầu giảm cân, nhất định chỗ bài tập kia phải học hết? Tôi nghĩ ai cũng đã từng hạ quyết tâm một cách hào hùng như thế. Nhưng rồi kết quả thế nào? Bạn vẫn thức khuya, ngày càng béo lên, bài tập thì chất chồng chất đống. Bạn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho đồ ăn, vân vân. Nhưng bạn quên mất rằng những kết quả này xảy đến với bạn chính là do hành động của bạn tạo nên. Một cô gái phỏng vấn xin việc đã bị từ chối. Sau đó cô hỏi có phải vì cô béo nên không được nhận. Và câu trả lời là: tôi không coi thường cô vì ngoại hình. Cô không được nhận vì cô không có khả năng kiềm chế bản thân. Hãy nhớ, ngoại hình của cô là do cô tạo ra. Nếu một người đến cả ngoại hình của mình cũng không kiểm soát được thì không đáng để tín nhiệm. Có một vài điểm bạn có thể lưu ý. 1. Năng lực tự kiểm soát của bạn có thể không đủ, nhưng bạn có thể rèn luyện để nâng cao khả năng này. 2. Việc kiểm soát trước tiên phải bắt đầu từ ý thức. Khi ngủ dậy, hãy lập tức rời khỏi giường thay vì ôm chiếc điện thoại. Hãy xem hành động với lấy điện thoại là một hành động lỗi lầm. Mỗi khi bạn định làm thế, hãy tự vấn bản thân rồi đưa ra quyết định nhanh chóng. 3. Bạn nhầm tưởng những người làm việc chăm chỉ là do ý chí họ mạnh mẽ. Không hẳn như vậy. Điều đã khiến họ thức dậy lúc 6 giờ sáng, làm việc liên tục trong 15 tiếng đồng hồ, xuất phát từ sự kiên trì, kỷ luật, và rồi những điều này tạo thành thói quen. Chỉ có thói quen mới đánh bại được sự lười biếng. Theo tâm lý học hành vi, một hoạt động hoặc suy nghĩ của con người lặp đi lặp lại trong vòng 21 ngày liên tục sẽ trở thành thói quen. Sao bạn không thử và kiểm nghiệm nó? Một chút giá trị lợi dụng cũng không có, nói gì đến các mối quan hệ. Trong đoạn này, tác giả kể về hai cuộc đời. Một của Quảng Giao, anh chàng rất nhiệt tình trong giao tiếp, tạo dựng các mối quan hệ và sự nghiệp phát triển rất thuận lợi. Anh trở thành người phóng viên của một đài truyền thông lớn và được rất nhiều người biết đến. Nhờ vả điều gì cũng chỉ cần một cú điện thoại là xong. Thực sự là một người rất có tầm ảnh hưởng. Còn người còn lại là một anh chàng mọt sách chỉ biết học, chẳng ai chú ý đến cậu cả. Cậu như một người vô hình. Nhưng thái cực bắt đầu đảo ngược khi công ty Quảng Giao sa sút. Anh nghỉ việc và lựa chọn tự khởi nghiệp dựa trên những mối quan hệ, nhưng đều thất bại. Không còn làm ở đài truyền thông nữa, anh cũng không còn địa vị trong lòng mọi người. Còn anh chàng mọt sách, học giỏi, lên tiến sĩ, có nhiều công trình nghiên cứu. Sau này, công ty anh làm nhờ có những nghiên cứu của anh mà đạt được nhiều thành công. Anh cũng sở hữu 60% cổ phần của công ty, ngay lập tức được mọi người săn đón và nâng đỡ như anh chàng Quảng Giao ngày nào. Điều này cho thấy trong xã hội, các mối quan hệ đôi khi rất thực dụng. Các mối quan hệ cần sự tương xứng. Khi bạn đã không còn giá trị, mối quan hệ đã không còn đem lại lợi ích cho cả đôi bên, thì bạn sẽ chẳng là ai cả trong mắt đối phương. Điều này quả thực là phũ phàng, nhưng thực tế là vậy. Vậy nên, hãy trở thành một người tài giỏi ở lĩnh vực của bạn. Sẽ không sợ không có các mối quan hệ. Đó là dụng ý của tác giả. Mình hoàn toàn hiểu được và đồng ý với điều này. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, mình lại thấy ví dụ của tác giả không được phù hợp cho lắm. Vì khi lấy ví dụ về Quảng Giao khá là gượng gạo. Làm sao một người có tài năng xuất chúng trong giao tiếp và thành công trong lĩnh vực làm việc là truyền thông, chính là sở trường của anh ta, lại có đoạn thất bại vì chuyên môn không giỏi? Có chăng chỉ là vì anh ta đã lựa chọn không đúng khi khởi nghiệp? Và những người có khả năng ngoại giao, giao tiếp tốt luôn là những người dễ thành công nhất.
Điều này đã được minh chứng theo các nghiên cứu khoa học và thực tiễn của nhiều người thành công. Mình vẫn tin rằng anh chàng quảng giao này có thể thành công. Những người chăm chỉ có phải luôn chịu thiệt? Một anh chàng cố gắng chăm chỉ đến mức bị người khác coi là có vấn đề về thần kinh. Trong khi tất cả các bạn bè ăn uống, xem phim, giải trí, thì việc duy nhất anh ấy làm là học. Đọc sách mỗi khi có thời gian rảnh. Anh ấy chọn thi vào trường có ngành kế toán hàng đầu cả nước vì từ nhỏ đã được truyền niềm đam mê tính toán từ bố của mình. Sự cố gắng ấy đều bị mọi người chê cười. Vì trường của cậu ấy học, người xuất sắc nhất cũng đã thi vào trường đó và trượt 2 lần. Cuối cùng, cậu cũng chỉ đỗ vào một trường hạng 3, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì giữ thói quen cũ, không bỏ cuộc ngay cả khi đã đi làm với đồng lương ít ỏi. Nhưng sau đó 2 năm, anh đã thi được giấy chứng nhận kế toán, kiểm toán CPA. Sau 1 năm nữa, anh được nhận vào làm ở một trong 4 công ty kế toán hàng đầu cả nước và hiện giờ đang là quản lý cấp cao. Đến lúc này, tất cả những người đã cười nhạo anh mới thấy rằng họ đang cười nhạo chính bản thân mình, vì chính họ mới là kẻ thua cuộc. Những kẻ đến chăm chỉ, nỗ lực cũng không dám, thì làm sao có tư cách để nói về thành công? Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Chương 3. Đúng thế, tôi thích một tôi nỗ lực hơn. Tại sao chúng ta phải liều mạng đến thế? Phải, tôi thích từ liều mạng của tác giả để mô tả tình huống này. Khi mà cô ấy thấy cảnh gia đình ngày càng tiều tụy, bố cá độ thua lỗ, rồi thì bố mẹ ly hôn. Mẹ 50 tuổi, ba của cô 70 tuổi, phải đi thuê nhà trọ để ở. Mẹ cô đã mất ngủ rất nhiều đêm và sợ ra ngoài vì ánh mắt của thiên hạ. Vì thế, cô liều mình làm việc quần quật. Có lần thức liên tục 49 tiếng để làm việc, chỉ mong có đủ tiền để mua một căn nhà cho mẹ và bà có chỗ nương thân đàng hoàng. Được ngẩng cao đầu mua sắm những thứ mình yêu thích mà không cần phải suy nghĩ. Điều đó chẳng phải đáng để liều mạng sao? Liều mạng để tự mình có thể tự chủ cuộc sống không phụ thuộc, không bị người ta khinh rẻ, coi thường. Bước vào nhà hàng sang trọng, tự tin chọn món thật ngon mà không cần đắn đo về giá. Theo bạn, có nên chăng? Có một sự thực là không chỉ những người nghèo mới cố gắng. Bạn nghĩ rằng những cậu ấm cô chiều con nhà giàu sinh ra đã ở vạch đích thì sung sướng không cần làm gì sao? Không. Khi họ ở vị trí cao, tham vọng cũng cao và con cái họ cũng như vậy. Họ luôn phải cho con cái đứng ở top đầu, phải học trường danh giá, phải đạt thành tích tốt xứng tầm với vị trí của họ. Hơn nữa, càng là con nhà giàu, họ lại càng có tư duy độc lập và tự phát triển bản thân mình hơn. Nếu họ là thỏ, chúng ta là rùa, đừng để bận tâm đến việc đuổi kịp thỏ. Hãy làm sao để mình là con rùa chạy nhanh nhất trong đám rùa là được rồi. Hãy biết vị trí của mình ở đâu để mà phấn đấu. Có một câu nói rất hay, con người sẽ trưởng thành 3 lần. Lần đầu là khi nhận ra mình không phải là trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi phát hiện ra dù cố gắng đến đâu vẫn có những việc cảm thấy bất lực. Lần thứ ba là khi biết rõ có những việc bản thân không thể làm được nhưng vẫn cố gắng tranh đấu đến cùng. Con nhà giàu dựa hơi bố mẹ là một điều công bằng. Đọc đến đây, tôi lại buồn cười về câu chuyện của tác giả kể. Một fan của cô hỏi mua một khẩu súng AK để bắn chết thằng bạn cùng phòng vì làm nó mất hứng. Chẳng là cậu ấy giữ trinh tiết suốt 22 năm. Hôm trước có cùng người yêu vào khách sạn để hú hí. Đáng ra phải là một đêm nồng cháy lắm. Cuối cùng đến ngay khách sạn gặp thằng bạn cùng phòng và té ngửa ra cái khách sạn này là của cậu ta. Đúng hơn là được bố cậu ta cho. Cậu ta thấy sự đời thật không công bằng, tức tối trong người mà cụt hứng. Cũng thật tội cho cô người yêu. Nói đùa vậy thôi, nhưng thực ra chẳng phải ngẫu nhiên mà bố mẹ cậu ta giàu có được. Họ
họ cũng đã gặp bao thăng trầm, vấp ngã, khó khăn, thất bại, nếm trải đủ cay đắng mới có thể gây dựng nên được cơ đồ và có tài sản. Thì tại sao họ lại không được hưởng thụ? Tại sao họ không cho đời sau được hưởng chút thành quả? Họ có quyền. Thay vì oán trách, hãy tự khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn, nỗ lực hơn để cải thiện cuộc sống của mình và cả thế hệ sau. Chính bạn là điểm xuất phát của con bạn. Phụ nữ còn trẻ nên kiếm tiền trước. Mình hiểu ý của tác giả ở phần này muốn nói là con gái cũng nên chủ động về tài chính, phải nâng cao khả năng của mình để làm việc được chủ động và khi gặp phải tình huống trớ trêu cũng không phụ thuộc. Nhưng với mình thì cách nói của tác giả có phần hơi tiêu cực khi nói về vấn đề tình cảm nam nữ lẫn tình yêu, thậm chí là hôn nhân, chỉ muốn các bạn nữ kiếm tiền để đề phòng, có ly hôn, vẫn độc lập kinh tế, mà tại sao không nói làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có vẻ như quá khứ âu sầu và tính cách bộc trực của tác giả vẫn phần nào ảnh hưởng đến những suy nghĩ và cả lời lẽ của cô. Từ quan điểm của một người con trai, theo bản thân mình thấy, phụ nữ ở thế kỷ 21, bên cạnh việc phải trau dồi về kỹ năng nghề nghiệp của bản thân để có thể chủ động về kinh tế, không phụ thuộc là điều cần thiết và ai cũng thấy điều đó là dĩ nhiên. Nhưng bên cạnh đó vẫn cần sự tinh tế và thông minh trong giao tiếp. Nữ công gia chánh một chút thì càng tốt. Giữ được nét duyên dáng của người phụ nữ, điều này rất quan trọng với một người đàn ông. Phụ nữ có thể giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu không tinh tế thì sẽ không có sức thu hút, không khéo léo sẽ thiếu sức hấp dẫn. Việc cãi vã dẫn đến dạn vỡ rất dễ xảy ra. Thậm chí chưa chắc đã có được sự lựa chọn đúng đắn mà dẫn đến những hệ lụy như tác giả đã nói. Cho nên, hãy chủ động cho công việc và lựa chọn yêu đương, lập gia đình khi bản thân thật sẵn sàng cho điều đó. Miễn là bạn có thể kiểm soát mọi thứ, không mù quáng, thì con thuyền bạn lái sẽ theo hướng mà bạn muốn. Những người đàn ông chọn bạn vì bạn đẹp, thì có thể anh ấy sẽ ra đi vì một người đẹp hơn bạn. Nhưng lạt mềm buộc chặt, khéo léo và tinh tế sẽ khiến cho anh ấy không thể rời xa bạn. Một người đàn ông thông minh sẽ chọn một cô gái thông minh. Hãy trở thành một người phụ nữ tự tin, chủ động, nhưng cũng không kém phần thông minh, duyên dáng và thu hút bạn nhé. Thôi quay trở lại sách nào. Có vẻ tôi ấm ức cho cánh anh em đàn ông bị tác giả mắng mỏ quá nên là đi hơi xa, mọi người thông cảm. Có một câu tác giả nhắn nhủ tới các cô gái này. Chúng ta cố gắng kiếm tiền không phải vì chúng ta thích tiền, mà bởi cả đời này tôi không muốn đến với ai vì tiền, cũng không muốn chia tay ai vì tiền. Nếu hỏi tình yêu và bánh mì tôi chọn cái nào, tôi sẽ nói hãy cho tôi tình yêu, bánh mì tôi sẽ tự mua. Có một chuyện nhỏ khó kể thành lời, nó tên là ước mơ. Tại sao bạn lại ngại nói ra ước mơ của mình? Chẳng phải vì sợ người ta sẽ cười nhạo? Thật ra, thứ họ chế giễu không phải là ước mơ của bạn, mà là thực lực của bạn. Bạn biết rõ bản thân không đủ khả năng để hoàn thành mơ ước đó. Chỉ có hai con đường để bạn lựa chọn. Một là từ bỏ ước mơ, hoặc là nâng cao năng lực của bản thân để thực hiện nó. Có một cô gái thời đại học ước mơ 25 tuổi thành lập công ty. Đương nhiên, cô ấy bị mọi người cười chê và đặt tên là Đại Ngốc. Đại Ngốc đi tìm lưu học sinh để học luyện khẩu ngữ. Nửa năm sau của năm nhất đại học, Đại Ngốc xin bảo lưu đi làm phiên dịch ở hội chợ Quảng Châu. Chẳng ai tin cô ấy làm được. Sau khi đi làm phiên dịch viên cho các doanh nhân tại hội chợ, cô nhận ra bản chất của doanh nghiệp là lòng người. Vậy là sang năm 2, cô ấy đi học tâm lý học. Mọi người chẳng hiểu cô ấy đang làm gì. Đến năm 4, cô ấy đã hợp tác với một ông chú hơn 40 tuổi, làm ăn, đi vay tiền, mà chẳng có ai cho vay cả. 2 năm sau, cô ấy đã thực sự thành lập được công ty. Ông chú kia cũng đã trở thành cổ đông. Cô ấy đã làm được điều mình nói, hàng ngày đều tiến từng bước một đến gần mục tiêu, không ngừng nghỉ trong khi người khác hoài nghi, soi mói và chế giễu. Gần đây, cô ấy còn muốn gia tăng giá trị của công ty lên 10 tỷ. Lần này,
không còn ai dám cười nhạo cô ấy nữa. Khi người khác cười nhạo ước mơ của bạn, bạn không thể bắt họ câm miệng. Con đường duy nhất là không ngừng rèn luyện, dùng thực lực của bản thân để tát vào mặt họ. Hãy nói thật to ra ước mơ của mình. Nếu mọi người chế nhạo, cười chê, hãy biến nó thành động lực để phấn đấu. Cố gắng và nỗ lực hết mình khác nhau ở chỗ nào? Bạn biết game thủ huyền thoại Sky nổi tiếng của Trung Quốc chứ? Cậu ấy bắt đầu đam mê game StarCraft từ lớp 8. Cậu bị bố đánh đập rất nhiều lần vì trốn học đi chơi game. Nhưng chỉ cần có thể đi lại được, cậu ấy vẫn ra quán game. Cậu ấy chơi game xuyên đêm ở quán net suốt 10 năm, dành cả tiền ăn và toàn bộ thời gian tập trung đánh game cho đến khi mắt mờ, cho đến khi tất cả các đối thủ của cậu đi ngủ, cậu mới chịu ngủ. Cậu luôn có một quyển sổ nhỏ để ghi chép lại kinh nghiệm. Sự cố gắng ấy vẫn chưa đủ khi cậu đã thua cả 2 lần đi thi đấu. Khi đối đầu với các game thủ có năng khiếu thiên bẩm, một tính chất rất cần của ngành này mà cậu lại không có. Cậu tuyệt vọng vì thương bố đã lo lắng cho mình mà chạy vạy khắp nơi. Vì thế, cậu quyết định bỏ game. Nhưng niềm đam mê vẫn luôn thôi thúc trong lòng. Sau khi tốt nghiệp, mọi người đều tìm kiếm việc làm. Còn cậu ấy lại làm việc ở quán net và ngủ ở nhà kho để có cơ hội chơi game nhiều hơn. Nhiều năm sau, cậu đã có cơ hội chiến đấu lại và chiến thắng đối thủ thiên tài của mình bằng sự lì lợm, lối chơi cứng nhắc và những kỹ năng đã được mài giũa cả ngàn lần chỉ chờ ngày chiến đấu. Thậm chí, cậu ấy còn phá cả kỷ lục thần tượng của mình. Cậu ấy đã chứng minh chăm chỉ có thể chiến thắng được thiên phú. Từ đó, mọi người đều khâm phục sự nỗ lực của cậu. Cậu ấy đã trở thành một kỳ tích. Bạn có muốn trở thành một kỳ tích mới không? Nếu muốn, bạn đừng cố gắng nữa. Hãy nỗ lực hết mình. Có một chi tiết nhỏ tôi muốn bóc phốt các bạn ạ. Bà cô tác giả của chúng ta cũng hừng hực khí thế, bị kích động và nghĩ rằng bây giờ bắt đầu khổ luyện có thể trở thành một game thủ tầm cỡ thế giới vẫn chưa muộn, nên là lập tức đi ra quán net cày game Pikachu. Xin nhắc lại là game Pikachu mọi người ạ. Vâng, một pha cà khịa cực mạnh đến từ vị trí của bạn Mễ Mông. Chúng ta cùng tiếp tục nào. Chương 4. Xin lỗi, tôi không rảnh để ghét bạn. Cần Thái là một cô gái nữ tính, xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng khi con cô mới được 10 tháng tuổi thì chồng đã ngoại tình và coi như cô ấy không tồn tại. Cô ấy gửi con cho mẹ đẻ, đi kiếm tiền nuôi con. Những lúc nghĩ về chuyện của mình, cô tủi thân mà khóc, cả trong thang máy và tàu điện ngầm. Trong một lần đi công tác, tiền không đủ ăn một bữa ngon lành, cô phải gặm một ổ bánh mì cho qua bữa. Khổ sở vì chạy theo xe, suýt chút nữa thì lỡ chuyến. Bạn cô lại còn gọi điện báo nhìn thấy chồng cô đi du lịch với tình nhân. Lúc này, quyết tâm của cô lại càng mãnh liệt hơn, phải kiếm thật nhiều tiền. Cô dùng tiền tiết kiệm để đi học tiếng Anh, luyện tập nghe tiếng Anh trên đài BBC với tốc độ 2.0. Sau thời gian dài khổ luyện, cô đã trở thành một phiên dịch viên tiếng Anh, một tiếng có thể kiếm được 5.000 tệ. Có một người chồng mới làm quản lý cấp cao của công ty thiết bị điện châu Âu. Về phần chồng cũ của cô thì công việc đã lụi bại, giờ đang sống rất tệ hại. Cô cũng chẳng còn thời gian mà thù hận hay ghét bỏ anh ta nữa. Giờ thời gian cô để dành cho người thân yêu và gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Câu chuyện trên muốn nhắn nhủ với bạn rằng bạn ở đẳng cấp nào thì sẽ gặp người ở đẳng cấp đó. Khi bạn nâng cao giá trị của bản thân, những kẻ cặn bã chỉ còn cách ngưỡng mộ bạn mà thôi. Hoặc là chấp nhận, hoặc là từ bỏ. Có bao giờ bạn phàn nàn về thành phố bạn đang sống giống như tác giả đã từng không? Suốt ngày than thở là đồ ăn ở đây khó nuốt, ồn ào, khói bụi, mệt mỏi. Vậy thì tại sao bạn không rời đi? Tại sao lại ở lại rồi phàn nàn? Nó chẳng giúp cho những điều tệ hại đó mất đi, thậm chí còn làm bạn khó chịu hơn. Cho nên, thay vì oán trách, sao bạn không nghĩ xem lý do tại sao bạn lại ở đây? Và nếu đã quyết định ở lại rồi, thì hãy cố gắng tìm ra ưu điểm của nó và chấp nhận sống chung với những khuyết điểm.
hôn nhân cũng vậy. Ta yêu một người có thể vì ưu điểm của họ, nhưng lại sống cả đời cùng những khuyết điểm. Một người đàn ông biết quan tâm đến gia đình thì thường không có nhiều thời gian cống hiến cho sự nghiệp, vì vậy sẽ không có nhiều tiền. Ngược lại, một người thành công trong sự nghiệp sẽ không thể chăm lo nhiều cho gia đình. Không hẳn anh ta không muốn, mà là không có thời gian. Hay người chồng mê game, anh ta lại yêu thương vợ con và không lăng nhăng ngoại tình. Chẳng ai là hoàn hảo cả. Mọi việc bạn làm, vui vẻ hay khó chịu, đều do giá trị quan của bạn quyết định. Hãy thay đổi tư duy, nghĩ thoáng ra, bạn sẽ thấy cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều. Làm công việc yêu thích hay làm công việc thực tế? Có một cô gái tên Khiếm Bán Tiên, bị bố mẹ ép sang Anh du học. Cô chẳng có bạn bè, chỉ có sở thích là xem phim Nhật, Hàn và anime. Đọc được những bình luận phim rất hay của cô trên mạng xã hội, tác giả Mễ Mông của chúng ta liền mời cô gái này về thực tập vì thấy cô rất có tài. Và quả nhiên, cô ấy lập tức bỏ học quay về nước, như thể đã chờ cơ hội này từ lâu. Cô ấy làm việc chăm chỉ, ngày đêm, hăng hái đến mức người khác phải bất ngờ. Mỗi lần sốt, cô ấy đều giả vờ như không có chuyện gì. Rồi đến một ngày, cô ấy lên cơn co giật, hàm răng nghiến chặt, tay co quắp, cỡ thế nào cũng không ra. Mọi người đưa cô ấy đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ còn mắng là sếp của cô có phải là người nữa không mà vẫn bắt cô ấy đi làm trong tình trạng này. Cô ấy bị thiếu kali trầm trọng, nếu không đến kịp bệnh viện thì có thể sẽ dẫn đến đột tử. Sau khi hồi sức lại, cô ấy bảo, mọi người đông đủ thế này, chúng ta họp tiếp nhé. Thế mới thấy, khi làm việc mình yêu thích, chúng ta sẽ biến chăm chỉ và nỗ lực thành phản xạ có điều kiện. Làm việc bản thân yêu thích chưa chắc chắn sẽ thành công, nhưng nhất định sẽ hạnh phúc. Cảm giác vui vẻ thoải mái này đến từ trái tim, sẽ càng lúc càng tăng lên theo từng ngày. 1/3 cuộc đời chúng ta dùng để làm việc, có nhất thiết phải sống quãng thời gian đó trong đau khổ không? Làm việc được coi là ổn định, bạn có thể thấy rõ bản thân sau 50 năm nữa. Làm công việc bạn yêu thích, bạn chưa biết sau này mình sẽ trở thành người như thế nào. Có vô vàn khả năng có thể xảy ra. Còn gì ngầu hơn được sống trong kỳ vọng về những điều mình chưa biết cơ chứ? Không biết bản thân mình thích công việc gì, phải làm thế nào? Bạn không biết bản thân thích công việc gì? Rất có thể bởi hiểu biết nghề nghiệp của bạn quá hạn hẹp. Nhưng chắc chắn có thứ mà bạn thích làm. Hãy bắt đầu bằng những thứ đó. Ví dụ như thích chơi game, bạn có thể thử rèn luyện và tham gia vài giải đấu nghiệp dư. Thích mua sắm, bạn có thể tìm hiểu thử nguồn hàng chỗ nào mua rẻ, rồi bán thử món hàng đầu tiên. Thích hát hò, sao bạn không mạnh dạn thử tham gia vài cuộc thi hát online, vân vân. Hoặc bạn có thể bắt đầu bằng những thứ mình làm giỏi nhất. Có thể lúc đầu bạn không thích nó lắm, nhưng dần dần sở trường của bạn sẽ dẫn bạn đến những cơ hội không thể ngờ tới. Khi bạn đủ giỏi, bạn có thể sống bằng bất cứ nghề nào. Việc của bạn là cứ bước đi những bước đi đầu tiên, tương lai sau này để sau này tính. Chứ nếu cứ đứng đó mà suy nghĩ, mà do dự, thì bạn sẽ mãi đứng ở một chỗ thôi. Mạnh dạn tiến về phía trước nhé. Đố kỵ có giúp người ta tiến bộ? Người khác sẽ khuyên bạn là không nên đố kỵ, không nên so sánh. Hãy sống cuộc sống của bản thân bạn và so sánh với chính mình thôi. Còn tác giả bể muối mặn của chúng ta thì không. Mắng luôn một câu, nói vớ vẩn. Cậu ấy cho rằng đố kỵ là một phần của cuộc sống. Chúng ta đều là những người bình thường, không phải là thánh nhân, nên cảm xúc như vậy cũng là điều dễ hiểu được. Nhưng chúng ta cần kiểm soát được tính đố kỵ đó và biến nó thành hành động. Hãy quan sát, học hỏi từ những người mà chúng ta đố kỵ, rồi nỗ lực mà phấn đấu. Rồi khi bạn giỏi đến một mức vượt qua người mà bạn đố kỵ, nó sẽ tự nhiên biến mất. Bạn sẽ lại làm người khác phải đố kỵ với bạn. Nếu bạn tiếp tục giỏi hơn nữa, giỏi đến mức người ta không thể nào đuổi kịp bạn, họ sẽ chỉ còn cách ngưỡng mộ bạn thôi. Bạn đã từng khóc vì cảm thấy mình vô dụng chưa? Nếu đã từng thì hãy nhớ lấy điều này. Không phải bạn không có tài năng, mà là sự nỗ lực của bạn chưa đủ.
Muốn trở thành chuyên gia, bạn cần bỏ ra tối thiểu 10.000 tiếng đồng hồ để nỗ lực. Như vậy, nếu mỗi ngày làm việc 8 tiếng, mỗi tuần làm việc 5 ngày, thì ít nhất bạn cần 5 năm đúc kết cho chuyên môn của mình. Rất nhiều người trong chúng ta cho rằng người khác là thiên tài bẩm sinh, nhưng không biết rằng đằng sau họ là cả một quá trình cố gắng rèn luyện kiên trì. Nếu nỗ lực của bạn chưa đủ, lấy tư cách gì để khóc? Làm không tốt, đáng bị mắng. Nếu thấy mình làm không tốt, đừng phí lời, hãy ngoan ngoãn luyện tập. Tất cả các thiên tài được mọi người ngưỡng mộ đều không ngừng luyện tập chăm chỉ. Bạn đừng nghĩ họ làm mọi thứ quá dễ dàng và không mất sức gì cả. Mọi sự tốt đẹp đều cần có sự chuẩn bị lâu dài. Mọi vận may đến đều từ những nỗ lực không ngừng nghỉ. Bạn có biết tại sao tác giả lại không chọn một công việc ổn định không? Khi công việc của bạn trở nên an nhàn và lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, bạn đã hoàn toàn thành thạo nó đến mức không cần dùng đến trí lực nữa, bạn sẽ nên đổi việc khác. Bởi vì một ngày bạn không còn lo nghĩ, không còn áp lực, bạn sẽ chẳng thể tiến bộ thêm nữa. Bạn không học hỏi được gì thêm những điều mới, không giải quyết được vấn đề phát sinh, không đối mặt với thách thức nào. Bạn sẽ tự khiến mình dậm chân tại chỗ và bộ óc sẽ lười biếng chậm chạp dần đi. Cuộc sống ngày nào cũng trôi qua một màu. Quan trọng là việc lăn lộn, chiến đấu với công việc cho tác giả cảm giác hạnh phúc và đem lại thêm giá trị cho cuộc sống. Nó, cảm giác dễ chịu, thỏa mãn này còn ngon hơn cả một cây kem, hơn tất cả mọi việc trên đời. Trích nguyên văn tác giả. Đó là lý do chị không lựa chọn công việc ổn định. Còn bạn thì sao? Nếu bạn muốn làm một điều gì đó, phải làm ngay. Có nhiều chuyện bây giờ không làm, sau này sẽ chẳng làm được nữa. Chương 5. Có nhan sắc không bằng sống tích cực. Xinh đẹp một phần là do thiên phú, một phần là do chăm chỉ. Trong thực tế, đối với bất cứ ngành nào, nếu bạn có một chút nhan sắc, bao giờ cũng sẽ lợi thế hơn. Ngoại hình ưa nhìn khiến bạn dễ tiếp cận với khách hàng, cũng dễ được tin tưởng hơn. Có nhiều người cho rằng chỉ cần phát triển vẻ đẹp nội tâm là đủ, bởi vì đây mới là cái đẹp bền vững. Điều này đúng, nhưng trước hết bạn phải khiến cho người khác chấp nhận tìm hiểu nội tâm của mình trước đã. Trên thế giới này, số người đồng ý tìm hiểu nội tâm của những người xấu xí không nhiều. Tôi đoán rằng nếu bạn là người có vẻ ngoài không ưa nhìn cho lắm, bạn có thể sẽ đố kỵ với những người có nhan sắc đẹp từ trong trứng nước đẹp ra. Nhưng tin tôi đi, nếu bạn quan sát thật kỹ, cô ấy vẫn sẽ có những khuyết điểm. Việc cô ấy trông ngày càng đẹp hơn không phải cứ tự nhiên mà thế. Cô ấy biết chăm sóc dáng vóc của mình, biết làm đẹp, biết ăn mặc, biết che đi những khuyết điểm trên người mình. Bạn có biết cô ấy là tạng người dễ béo, ăn cơm tối thôi cũng mập, thế là cô ấy cả năm không ăn cơm tối. Ăn chút kẹo sữa, bánh ngọt, đùi to ra, cô ấy lập tức ngừng lại. Xõa mái tóc, che đôi vai nhỏ hẹp, mặc váy ngắn, cạp cao, vừa khoe cái đùi trắng thon, vừa che cái lưng dài miên man. Để vòng hai không tăng, ăn tối xong, cô ấy đứng dựa tường nửa tiếng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bôi kem dưỡng da, massage hơn nửa tiếng đồng hồ. Bạn có đủ kiên trì để làm những điều này mỗi tối không? Bạn tưởng rằng xinh đẹp đều do ông trời tự thiên vị ư? Thật ra không phải. Dung mạo không chỉ là tài năng mà còn là sự phấn đấu. Trước 20 tuổi, bạn xấu xí, có thể trách bố mẹ mình. Nhưng sau 20 tuổi mà bạn vẫn xấu thì là do bạn lười. Có nhan sắc không bằng sống tích cực. Nếu chồng bạn, anh ấy đi lạc đường, bạn chẳng những không buồn bực mà còn động viên, xem như chúng ta hôm nay có thêm một chuyến đi du lịch quanh thành phố. Anh ấy sẽ cười âu yếm với bạn. Mỗi lần đi xa cùng đồng nghiệp mà nghe họ càu nhàu về đường xá, nhất định anh ấy sẽ nhớ đến cô vợ yêu ở nhà. Ngược lại, nếu bạn là một người suốt ngày chỉ biết trách móc, la mắng, rồi đổ lỗi, bạn có tin là dù bạn có đẹp, ở ngoài kia vẫn có người đẹp hơn bạn giữ chân anh ấy.
không thể phủ nhận lợi thế của việc có ngoại hình đối với việc tiếp cận mọi người. Tuy nhiên, dung mạo có thể quyết định người đàn ông có cưới bạn hay không, nhưng tính cách mới giữ chân người đàn ông ở lại. Số mệnh của bạn đôi khi không quyết định bởi bằng cấp hay năng lực gì lớn lao. Đó chỉ là lối tư duy, thói quen suy nghĩ của bạn mà thôi. Một vài quan điểm về trinh tiết. Một người thực sự yêu bạn, họ sẽ yêu con người và nét tính cách của bạn. Đương nhiên, không phải là yêu cái màng trinh của bạn rồi. Nếu họ đòi hỏi bạn và chỉ vì bạn không đồng ý mà chia tay, người đó không xứng đáng với tình cảm của bạn. Nhu cầu tình dục là một nhu cầu bình thường và rất con người, không có gì quá đáng cả. Và nó cũng là một phần giúp cho tình yêu được gắn kết, ngọt ngào hơn. Nhưng nếu lấy đó làm tiêu chuẩn để yêu hay không yêu thì thật là tồi tệ. Ngược lại, các bạn gái cũng đừng dùng nó để uy hiếp hay trói buộc để giữ người mình yêu. Như thế là nhu nhược. Bạn đã sẵn sàng hay chưa và có thật lòng mong muốn hay không, đó mới là điều quan trọng nhất. Ở thời đại mới, quan điểm về trinh tiết không còn quá khắt khe nữa. Tuy nhiên, vẫn là nhắc nhở các bạn, đừng vì thế mà quá dễ dãi. Hãy tôn trọng cơ thể mình. Phẩm giá của bạn không quyết định ở màng trinh mà là cách bạn hành xử. Thứ tình cảm có thể vì tiền mà tổn thương không phải là tình cảm chân chính. Người đàn ông yêu bạn sẽ có hai dấu hiệu. Đầu tiên, anh ấy sẽ sẵn sàng dành thời gian cho bạn. Thứ hai, anh ấy sẵn sàng tiêu tiền vì bạn. Quan điểm bình đẳng thời hiện đại là điều đáng tôn trọng khi nam nữ cùng trả tiền hoặc chia đôi số tiền khi đi ăn hay mua sắm. Tuy nhiên, lúc nào cũng như vậy thì liệu có tính toán quá không? Đôi khi, bạn sẽ tự tay mua cho họ một món đồ, cũng như họ sẽ sẵn sàng mua một vé xem phim, bộ phim mới để mời bạn cùng thưởng thức. Đó chính là thể hiện sự quan tâm, chiều chuộng và yêu thương. Còn người lúc nào cũng y án chia đôi tiền 100% thì coi chừng họ đang yêu chính bản thân mình hơn yêu bạn. Hãy chủ động về kinh tế để có thể thoải mái lựa chọn cũng như thể hiện tình cảm của mình bằng cả giá trị tinh thần cũng như vật chất khi bạn muốn. Như vậy chẳng phải sẽ đỡ tính toán hơn sao? Yêu nhau thì cùng nhau phấn đấu từ nghèo khổ đến giàu sang. Không dây dưa với người yêu cũ. Đoạn này tiếp tục nghe bà cô tác giả của chúng ta cục xúc nha các bạn. Một số người luôn nói rằng, suy cho cùng, khi đã trải qua một đoạn tình, trong lòng ắt hẳn còn vương vấn. Đây đúng là cái thứ lý lẽ cũ rích của mấy gái trà xanh và nam cặn bã. Nếu không nỡ buông bỏ, vậy thì quay về tìm người cũ. Còn không, hãy một lòng một dạ chung sống với người hiện tại bên cạnh bạn. Người cũ tùy tiện bao nhiêu phụ thuộc vào bạn mờ ám đến đâu. Không có phụ nữ xấu xa, chỉ có nam chính cặn bã. Chỉ cần bạn còn quan tâm đến thái độ của người hiện tại, bạn nên cắt đứt tơ duyên với người cũ, đường ai nấy đi. Miễn là bạn với người cũ cả đời không dây dưa vương vấn, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đó, tôi không cần phải review gì thêm đoạn này nữa nha mọi người. Còn câu chuyện của tác giả kể về việc người yêu cũ vẫn còn làm phiền bạn và người yêu bạn trong sách, tôi nghĩ sẽ không cần phải kể lại. Bạn chỉ cần nhớ những điều ở trên mà tác giả vừa nhắc là được rồi. Tính bà cô này thẳng như ruột ngựa dậy trời, nói mắng là mắng. Phần sau đây là phần mà mình thấy bà cô này ngọt ngào nhất cả cuốn sách luôn các bạn. Cùng nhau xem tiếp nhé. Chương 6. Nhờ có anh, thế giới này mới đáng yêu. Gia đình là nguồn yêu thương vô điều kiện. Bạn có để ý khi bạn đi học xa, đi làm xa, bố mẹ luôn gọi điện nhắc nhở phải ngủ sớm, ăn nhiều vào, chú ý giữ gìn sức khỏe. Chứ chẳng bao giờ hỏi mày đã làm nên cơ đồ gì chưa con. Nhiều lúc mình cảm thấy mình là người được quan tâm thái quá, vì mình đã trưởng thành rồi, mình biết phải làm gì với sức khỏe. Nhưng không, mình sai rồi. Mình vẫn thức khuya, vẫn ăn uống thất thường vì công việc. Có phải bạn cũng như vậy không?
Người ngoài chỉ xem bạn có thành công hay không, nổi tiếng hay không. Còn ba mẹ, vợ chồng hay những người thực sự quan tâm đến bạn chỉ để ý xem bạn có khỏe mạnh hay không mà thôi. Họ mới thực sự là những người luôn dõi theo bạn. Nhờ có anh, thế giới này mới đáng yêu. Tác giả là một người thật may mắn khi có một người chồng quan tâm hết mực. Có lẽ kể ra ở đây sẽ có nhiều bạn ghen tị. Khi cô sinh con xong, bình thường các ông chồng sẽ cuốn lấy con mình rồi nựng cục vàng của ba. Nhưng anh này lại cuốn lấy cô vợ của mình, ra sức hỏi thăm xem vợ có đau ở đâu không, có khó chịu ở đâu không. Lần khác, cả gia đình lỡ chuyến vì mất giấy thông hành, phải nghỉ đêm ở tiệm MC Donald vì mọi khách sạn đều full phòng. Ôm con ngủ trong lòng, vợ thì căn nhăn ngủ trên ghế. Anh ấy chỉ nói mỗi một câu: "Vợ à, em mua giúp anh ly cà phê được không? Em nhớ mua cho mình ly sữa ấm nhé. Hệ thống sưởi ở đây không đủ ấm, anh sợ em lạnh." Ai mà cằn nhằn nổi nữa chứ các bạn. Một lần khác, đang làm đồ ăn cho nhân viên thì bị đứt tay. Đang định quay sang chồng cằn nhằn vài câu thì không thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa. Mấy phút sau, thấy anh ấy quay về với một đống bông băng và thuốc chữa thương. Rồi một ngày, anh ấy bị ngất, phải nhập viện vì huyết áp cao do hẹp động mạch thận. Lúc này là lúc cô ấy phải chăm sóc cho anh. Và cô ấy phát hiện ra rằng bao lâu nay anh ấy đã chăm sóc cho cô nhiều như thế nào. Cô giờ đến đi mua cơm cho chồng cũng lạc đường. Khi hỏi anh ấy sau 10 năm kết hôn, tại sao có thể kiên trì yêu một người như cô lâu như vậy? Anh ấy trả lời: "Anh không hề kiên trì. Thật sự yêu một người không cần phải kiên trì. Điều đó tự nhiên như hơi thở, luôn muốn tiếp tục yêu em." Giờ thì mình hiểu tại sao tác giả lại đặt tiêu đề đoạn này là "Nhờ có anh, thế giới này mới đáng yêu đến thế." Cô ấy thật khổ sở khi đã trải qua một quá khứ đầy đau thương, nhưng đến cuối cùng lại gặp được một người thật tuyệt vời. Vấn đề lương thiện. Mình thấy các bạn trẻ, nhiều bạn yêu thích tình nguyện, làm các công việc công ích, đóng góp cho xã hội. Điều này bản thân mình rất khuyến khích và ủng hộ. Nhưng cũng như tác giả kể về câu chuyện của bố mình và người bố trong câu chuyện ở bộ phim Lời Hồi Đáp 1988. Đừng vì bản chất thiện lương, thương người mà đi giúp đỡ người khác bằng cách làm cho người nhà mình đau khổ. Mang tiền mồ hôi xương máu, vất vả dành dụm từng đồng của gia đình đi cho người lạ. Những người thân yêu bên cạnh bạn, bạn còn chưa giúp gì được cho họ, thì tại sao lại mang tấm lòng mình trải thiên hạ? Liệu có ý nghĩa gì? Hãy chăm lo, phấn đấu, cho thành tài, rồi phụ giúp gia đình, giúp đời, giúp người, có ai cấm cản bạn đâu. Tình yêu là vậy. Khi một người không yêu bạn, anh ta sẽ bảo: "Đĩa cơm rang có chút hành thôi mà em cũng không ăn được. Em không cho anh chút thể diện à? Bạn anh còn ở đây." Căn bản, anh ta không hề quan tâm đến bạn, chỉ quan tâm đến thể diện của anh ta thôi. Còn khi anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ nhẹ nhàng dặn mẹ: "Mẹ ơi, mẹ đang làm cơm rang trứng ạ. Nhớ đừng bỏ hành vào nhé, người yêu của con không thích ăn." Đâu cần phải cái gì đao to búa lớn đúng không các bạn? Khi họ yêu bạn, họ sẽ quan tâm đến cả các thói quen thường ngày của bạn. Và đôi khi, chỉ một câu "anh ăn cơm chưa" cũng có nghĩa là "em rất nhớ anh đấy". Tình bạn. Trong các bạn thính giả đang nghe ở đây, chắc hẳn ai cũng từng có một người bạn thân chứ. Nếu giờ hai người không còn liên lạc nữa, hay không còn là bạn thân thiết nữa, cũng không sao cả. Thời gian thay đổi, con người thay đổi theo là điều dễ có thể hiểu được. Hãy cứ giữ gìn những kỷ niệm của thời gian ấy như một thứ thật đẹp đẽ trong cuộc đời bạn. Có mấy thời gian trong cuộc đời mà chúng ta có được những người bạn thực sự chân thành và thân thiết. Ai còn đang có những người bạn như vậy, hãy quý trọng họ. Ranh giới cao nhất của lãng mạn chính là những chuyện nhỏ nhặt bình thường. Mâu thuẫn lớn nhất giữa vợ chồng là đẳng cấp. Người đời có câu môn đăng hộ đối. Ở hiện tại, câu này không còn chỉ có ý nghĩa là hai gia đình có hoàn cảnh tương đương với nhau mới nên lấy nhau, mà còn là giá trị quan, học thức, cách sống, vân vân.
Điều này giúp cho mối quan hệ vợ chồng sẽ được hòa hợp hơn nếu hai người cùng một đẳng cấp. Như câu chuyện trong sách tác giả nhắc đến, khi Đông Tử cưới người vợ học cùng ở trường đại học, hai người đã chung sống rất hạnh phúc. Nhưng vì sao khi anh ấy tàn tật mới quyết định đuổi vợ đi để cô ấy có được một cuộc sống như ý muốn, không muốn cô ấy phải chịu thiệt thòi vì không sinh được con. Nhưng sau khi lấy người vợ mới chỉ biết đọc truyện, xem phim ngôn tình, lên mạng lướt Taobao mua sắm, thì anh mới nhận ra là anh không hề hạnh phúc với một người phụ nữ không cùng giá trị nhân sinh quan với mình. Cảnh giới cao nhất của lãng mạn là những chuyện nhỏ nhặt bình thường. Một người đàn ông đi công tác cùng đồng nghiệp, trong khi bạn bè mải mê nếm thử món tôm hùm ngon tuyệt, thì anh ấy lại mân mê chụp lại biển của nhà hàng để lần sau có dịp sẽ dẫn vợ đến ăn. Một đôi tình nhân cãi nhau, cô gái quăng túi bỏ đi. Nhưng đi được không bao xa thì bước chân chậm dần, ngoảnh đầu nhìn lại. Chàng trai chẳng hề lo lắng, nhặt túi lên, chậm chậm bước tới. Đi qua hàng bánh kếp, chàng trai dừng lại hỏi cô gái: "Ngốc ơi, em ăn mấy quả trứng?" Cách đó không xa có tiếng đáp: "2." Đó, lãng mạn đâu cần phải hàng ngày nói anh yêu em, là gào thét với cả thế giới, trọn đời bên nhau, thề non lấp biển. Đôi khi, chỉ cần những hành động nhỏ nhặt như vậy cũng có thể cảm nhận được người ấy yêu mình nhiều như thế nào. Chương 8. Năm tháng ấy, chúng ta là những cô gái không ai theo đuổi. Gái ế không phải không muốn kết hôn, chỉ là không cần tạm bợ. Một lời khuyên dành cho các bạn trẻ: hãy yêu thương và thật lòng tìm hiểu. Khi chọn được người phù hợp với mình, thật sự thấu hiểu, yêu thương mình, và khi bản thân sẵn sàng thì hãy nghĩ đến chuyện cả đời là hôn nhân. Đừng có như cô gái Tôn Tiểu Mỹ trong sách tác giả kể: vì lời thúc giục của ba mẹ, cô dì, chú bác mà nhắm mắt đưa tay tới đại với một người, để rồi lên giường với anh ta đúng một lần thì mang thai, còn anh ta thì bỏ cô vì vẫn còn nhớ đến người yêu cũ. Chuỗi ngày sau này là một chuỗi ngày dài buồn bã và khổ nhục, khi hết cuộc hôn nhân này đến cuộc hôn nhân khác đều thất bại. Khi thì lấy phải một người đàn ông bạo dâm, lúc thì kết hôn nhầm với một gã có lối sống bẩn thỉu. Đến khi bản thân chẳng còn đủ thanh cao và sáng suốt nữa để lựa chọn, thì cuộc sống sẽ ngày càng tệ hơn. Cuộc đời của những người béo phì bị ghét bỏ. Đến đoạn này thì có lẽ sẽ nhận được sự đồng cảm của rất nhiều bạn thính giả đang bị thừa cân. Tác giả kể về những tủi nhục của mình đã từng nếm trải khi là một cô gái béo phì. Từ việc bị bạn bè chế giễu gọi là con béo kia, đến việc thích ai chẳng dám nói ra. Đi mua quần áo thì việc đầu tiên cần xem xét là mặc như thế nào thì nhìn mới gầy, chứ không phải là mặc cái nào thì đẹp. Sợ gặp gỡ người khác, sợ gặp fan hâm mộ cũng vì thân hình ù lì, mập mạp khiến bản thân mất tự tin. Rồi thì đã tự lừa bản thân mình bằng câu nói dối toàn cầu: bắt đầu từ ngày mai, tôi nhất định phải giảm béo. Nhưng rồi lại không làm được. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, đừng trốn tránh. Khi béo, bạn sẽ mất đi nhiều cơ hội tốt để khẳng định bản thân hay thay đổi cuộc đời. Dung mạo của bạn là sự tổng hòa của thói quen và lối sống. Hãy lập tức vứt hết đồ ăn vặt đi và xuống giường đi chạy bộ ngay. Đừng nói từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu giảm béo, mà phải là từ ngay hôm nay, khi tất cả vẫn còn chưa quá muộn. Những đoạn cuối cùng của cuốn sách này, tác giả có nhắc nhở các bạn nữ trong tình yêu. 1. Cách đối phó với những kẻ mập mờ là hãy tìm hiểu thật kỹ về tình trạng hiện tại của anh ta có đang độc thân và chỉ có mình bạn thật hay không. Rồi hỏi những câu đi trực diện vào vấn đề, không lòng vòng, yêu hoặc là cút. 2. Khi một chàng trai không yêu bạn thì là không yêu bạn thôi. Nếu anh ta yêu, anh ta sẽ thể hiện và bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Bằng cách nào, anh ta cũng sẽ tìm cách để ở bên cạnh bạn. Còn không, đừng tự bào chữa cho chính họ bằng những lý do mình nghĩ ra. Con gái là chúa tưởng tượng và bào chữa. 3. Đối với những kẻ khốn nạn đã lạm dụng tình yêu của bạn, đa số chúng đều không có thuốc chữa. Đừng nghĩ rằng
bạn dâng hiến thân xác và tình yêu cao đẹp của bạn cho chúng, thì chúng sẽ thay đổi. Chúng chỉ càng phát triển thói quen khốn nạn của mình một cách mạnh mẽ hơn mà thôi. Hãy tránh xa, càng xa càng tốt. Năm tháng đó chúng ta là những cô gái không ai theo đuổi. Mễ mông của chúng ta cũng từng có một tuổi thiếu niên đầy đau khổ với hai mối tình đơn phương. Một là năm lớp 8 thích một bạn trai cùng lớp, nhưng cuối cùng cậu ấy lại thích một cô bạn mới về từ thành phố. Năm lớp 10 lại có tình cảm với một cậu bạn ngồi sau, và cũng tưởng cậu ấy thích mình cho đến tận năm lớp 12 mới biết người cậu ấy thích thực ra là một bạn gái cùng tên với mình. Cuối cùng, tác giả nhận ra đồ ăn mới là chân ái. Mình cho rằng đây cũng là một trong những lý do mà cô ấy ngày càng lên cân cho đến khi gặp được ông xã hiện tại. Yêu đúng là tình yêu, yêu lầm là tuổi trẻ, có phải không các bạn? Không biết các bạn thính giả đang ngồi nghe đến thời điểm này, ai đã có những mối tình tuổi học trò vắt vai đầy bi thương như thế, có thể kể cho Radio Kết Nối nghe dưới bình luận được không? Cuốn sách cũng đã hết rồi và video này cũng đã đến hồi kết. Hy vọng rằng bạn có thể qua những câu chuyện của tác giả mà ngộ ra được điều gì đó cho bản thân mình. Tôi là Trạc Mưa của Radio Kết Nối. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn sách sau.